Rồi, chào cô chú anh chị nha. Mới về cọc cây Sinowa 380 40 ly 318cc. Mấy cái dòng này nó cắt thì tua nó nhanh mà nó cắt khỏe ngon lắm mọi người. Nó dùng gia đình hoặc là mình đi cắt cây to to một tí mà trong tầm tay nó là cắt vô tư. Nó cỡ cái cây này mà nói chung mình cắt cây càng to ấy, thì máy mà nó chỉ công suất nó vừa phải thôi tầm trung ấy thì nó sẽ tùy loại, tùy cái đời máy, tùy cái nhãn hiệu nó thiết kế, nó sẽ cắt cái cây theo cái kiểu như ví dụ to thì nó cắt cũng được nhưng mà rất là lâu, nó hại xích hại máy vậy thôi chứ đâu có vấn đề gì. 380 chưa vệ sinh gì nha, em chỉ mất cái sơ cái vỏ thôi, màu đỏ rất là đẹp. Con này được cái là lam chuột bản lớn nha, con này lam 5 tấc lam chuột. Làm này về ngâm dầu vệ sinh ra nha mọi người. Em chưa vệ sinh xịt sơ thôi. Chạy con này nó chạy xích xích lỡ mọi người. Con này nó chạy xích lỡ nha. Nó chứ không phải là chạy xích 91 nữa. Thường thường mấy con này chạy xích 91 hoặc là xích xích chuột thôi. Cái nhông của nó như vậy. Con này lóc nó vệ sinh ra đẹp. Tại vì mọi người quay video ấy nó cũng hơi khó nhìn một tí. Mình ngồi thì mình đánh giá là dễ hơn. Ok. Chuồng cọp. Nói chung máy này nó đủ đồ nha. Này thì mình muốn vệ sinh cho nó nhanh ấy thì mình có nước rửa xe hoặc là mình có cái xanh ấy. Thì rửa cho nó nhanh. Này, lóc em nói đẹp là nó đẹp nha mọi người, trắng rất là đẹp. Chế quan rồi zin nha, nói chung là zin hết á, về chưa có động chạm hết nha mọi người. Này thì để giật hơi cho mọi người nha. Mấy anh em nói thế này này, gửi hàng ấy. Thì 1 2 ngày ấy thì đừng có hối em. Ví dụ 1 2 ngày nó đâu có tới đâu mà phải hối, gửi chậm mà, gửi nhanh tiền cước nó cao thì trả cho chết cụ sao. Giật hơi này. Cái này thì cái bô của nó hơi nghẹt nghẹt một tí nha mọi người. Này, cái lỗ bô của nó có đất này. Nó hơi nghẹt nghẹt nên là cái tiếng hơi nó không có ra. Thì mình về mình mở cái bô ra rồi mình rút nó ra thôi. Thổi xịt. Cái này em bao hơi cho nha, em bao hơi cho. Máy thì có lửa nha. Đủ đồ. Hôm nay em để cho 2 triệu 450 nha. 2 triệu 450 nha mọi người. Không bao ship.